Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình tiếp tục lên clip cho các bác xem một con Amly Adirang nữa. Cái con này, cái bản này là model SBA203GN, cấu hình là chạy 8 con, tăng phô chiến luôn nha. Ở cái bo này chúng ta hát tiếng ra rất là hay, âm sắc tốt luôn. Và giá con này mình thanh lý chưa tới 1 triệu đồng. Thanh lý cái giá cũng rất là phải chăng cho anh em chơi audio. Con này nghe nhạc và karaoke gia đình chắc âm rất là tốt, giá cực kỳ mềm nha. Đó, bây giờ mình sẽ quay và test cho các bác xem. Con máy này tình trạng là còn zin đẹp, nắp máy sơn lại à, đang trong cái tình trạng là hoạt động hoàn hảo, tốt, full chức năng luôn các bạn. Con này cái mẫu là màu mặt nhôm, nó có cái in màu chữ lên ha, mặt phay nhôm nguyên thủy, không có sơn. Rồi bây giờ tiến hành mình sẽ test cho các bác xem. Con này nghe hay lắm các bạn, quýnh lo hai tắt giữ được nha. Đó, đánh rất là lực nha, khỏe lắm. Tiếng nhạc ghe cực kỳ tốt. Đó, cái bo thì nó nút nào cũng dặn up phê tốt hơn nha các bạn. Con máy đã được kiểm tra và test cái dàn volume, dặn là chúng ta phải ngon lành cành đầu. Đó, con máy mới đạt chuẩn. Thì con máy này là lúc nào cũng bên mình bán là con máy nào cũng đáp ứng được cái nhu cầu mà dặn cái up phê của từng con volume. Đó, tốt 100%, hàng xài sử dụng là như máy mới luôn. Cái đó mình bảo đảm cho các bác an tâm. Dép lên nè. Rồi, nhạc ok nha. Bây giờ tiếp tục sẽ test echo. Echo ở đây là mid 4IC và con quang là BT2399. Cái dòng đời đầu của Adirang BT2399 là IC nhập không nha các bạn, nên cái tiếng vang nó rất là nhẹ. Nhẹ hát. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6. Alo. Một hai ba bốn năm sáu. Đó, tiếng nhẹ te các bạn, máy full chức năng. Đó, mình test tiếp tục mid 1 ha. Alo. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé như thật xinh thật người sống riêng một mình. Nhà gần bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Alo. Tiếng phải nói là rất là nhẹ, mình hát là hát không hơi hám nha các bạn. Nếu mà đưa vô người biết hát nhịp nhàng cứng và giọng tốt rồi y như ca sĩ, bảo đảm luôn. Rồi con máy này là tình trạng hát tốt, mình test hết rồi nghe các bạn. Mid 1, mid 2, ven nhại và phần nhạc là test thực tế chi tiết luôn, là máy full chức năng nha. Con này mình thanh lý giá 900k, không bao ship nha. Đó, bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ mình để đặt hàng. 900k không bao ship.
giá tại cửa hàng là chưa đến 1 triệu đồng. Rồi hôm qua đây mình cũng chia sẻ cho các bác là cái bo echo nè. Rồi để nhạc lưu ghiêu nghe ha, tí xíu sẽ quay cái thêm cái nội thất cho các bác xem nữa. Ở đây là cái bo echo. Echo này là echo xịn, máy của Boston Audio Hàn Quốc nha các bạn. Là con máy này, cái mạch này được sản xuất tại Hàn Quốc, Korea đại quyền. À, máy đang trong cái tình trạng là mình đang bảo dưỡng, đang phục chế lại, không biết được không, tại nó bị lỗi các bạn. Đây nè, cái bo xịn nè, các bạn thấy có đóng chữ chìm á, cái chữ L rồi các bạn. À, mấy hàng xịn, hàng bãi, Hàn Quốc là nó có chữ nè, cái này có chữ L, L đóng chìm. Và cái con IC số Echo này thì nó bị bôi số các bạn. À, bị bôi. Cái mạch này chắc ra tiếng hay lắm. Nếu mà mình làm nó lại ok là mình test thì chắc ra tiếng không biết sao. Nhưng mà mình cũng đang chờ. Đó, cái mạch con IC này được bị bôi số. Và cái độ dày của nó chúng ta nhìn thấy các bạn, nó dày. Đó, volume này còn zin luôn nè. Volume zin của cái con máy này là hiệu Boston nè, Boston Audio. Đó, volume zin có chữ đóng gì nè các bạn, C nè. Đó, mạch còn đẹp, mạch này zin hết. Và ở dưới này chúng ta thấy GM50195 không? Mà ở trên con IC thì bôi số rồi nên không biết chính xác được. Thì hay dở là do cái linh kiện. À, cái mạch này không biết, để mình đang nghiên cứu. Nếu mà mình làm xong ngon lành, nếu mà test ngon thì mình sẽ lên clip cho các bác xem. Hàng xịn, con này hàng bãi Hàn Quốc nha. À, mạch nó thì mình quay cho các bác xem qua thấy linh kiện của cái máy Hàn Quốc, được sản xuất tại Hàn Quốc, được gắp linh kiện gì. Ở đây chúng ta thấy linh kiện là chân điện trở rất là to. Điện trở to. Và linh kiện gáp chúng ta nhìn thấy cái mạch nó cứng cáp. Cái độ dày của cái mạch nó cũng dày. À, dày không. Mạch xịn nha các bạn. Mạch này mà chúng ta nếu mà thay thế vào các âm ly Việt Nam cũng được. À, nếu mà mạch còn chạy tốt thì đưa vô nó sẽ tăng cái độ hay của con máy lên phần karaoke. Rồi dẹp qua bên, bây giờ mình sẽ quay tiếp tục cái nội thất cho các bác xem. Con này là thanh lý giá 900k 900 ngàn cho cái model FPA203GN, tình trạng là máy zin nha. Nắp máy đây. Nắp máy cũng còn cứng cáp nha các bạn. Nắp máy màu đen. Đó. Máy đen. Mặt phay nhôm. Rồi bây giờ xem nội thất nè. Máy này máy zin nha. Đời này là chạy tăng phô tròn, tăng phô xiến nha các bạn. Quýnh một cặp bát 25 là vô tư. Nó đánh nãy giờ là nhôm mát lạnh nè, không nóng. Nhôm đứng phía cạnh nó cũng dày lắm, giải nhiệt tốt. Chạy là một bên bốn con sò. Đó, sò là có tem, còn tem đầy đủ nha. Một bên bốn con sò được che thông số lại. Đó, hãng người ta che nha. Khuôn cái mạch là màu vàng cam, vàng nghệ các bạn. Máy zin hết á. Đây vàng đằng trước nè. Thì con máy bên trong là còn rất là sạch sẽ nha các bạn. Còn sạch sẽ, đẹp. Đó.
900k cho một cuộc tình. Mã zin hình thức là zin đét, zin và bên trong sạch sẽ, ruột gan thì nói chung linh kiện là còn đẹp đó. Con máy này thanh lý là 900k, có cầu chữ U, cổng A, B và cổng outlet. Outlet đây nè, cổng A, cổng B, cầu galo thì cổng dài thông dụng của Adidas ha. Dài này là gài zin dài xịn nha các bạn, chưa thay thế nha. Đó, nhưng mà thay mấy cái loại điểu vô thì nó sẽ dởm, nó sẽ chịu nhiệt không tốt hơn. Còn cái loại zin thì chúng ta xài hoài à. Còn hai loại mới, loại Trung Quốc thì nãy ở đó thì chúng ta xài, chúng ta đánh kéo lo lớn lâu là nó nhíu mũ hết à. Nên con máy zin cái giá trị nó rất là cao, sử dụng bền đó. Máy là bo mặt, màu còn rất là sáng nha. Rồi, video mình quay và test ở đây kết thúc. Mình nhắc lại cái giá con này là bán 900k, không bao ship. Số điện thoại mình có để ở dưới phần mô tả của video. Bác nào có nhu cầu thì xuống mô tả để lấy thông tin và mua hàng. Rồi, video mình tới đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.